Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại channel game của mình. Sau đây mình giới thiệu cho anh em một con game Hải Tặc Online. Thì đây là trang chủ của game. Và sau đây thì mình sẽ tạo tài khoản và chơi thử con game này nhé anh em nhé. Rồi, con game với cái cốt truyện là Hải Tặc luôn. Thì sau đây mình sẽ bấm vào cái nút đăng ký tài khoản này. Rồi, ok, mình đã đăng ký thành công. Sau đây là mình kiểm tra này. Thì game này có rất là nhiều code luôn anh em. Vua Hải Tặc, game hay lắm. Like fanpage, tham gia group, admin đẹp trai, thuyền trưởng VIP. Cùng chơi game đảo Hải Tặc, ok. Thì cái tỷ lệ nạp này, nhân 100% cho mobile, nhân 20% cho mobile card. Rồi sau đây mình sẽ vào chơi ngay nào. Game theo kiểu H5 thì cũng dễ chơi thôi anh em. Vì mình xem có server mới nhất rồi, server gì đây, 5i anh em ạ. Có server 5i thì mình sẽ vào server 5i. Rồi mình sẽ bấm vào cái nút chọn là mình thích nhân vật nào rồi nhỉ. Tay to đi, đấm cho khỏe. Rồi mình sẽ ghi tên nhân vật nhé. Rồi mình sẽ vào là có tiếng nhạc à. Sẽ tắt cái nút này. Đây, với cái chất lượng đồ họa game thì rất là dễ đánh anh em, rất là nhàn luôn. Mình chưa biết bấm nút chạy ở đây rồi. Rồi ok rồi, yên tâm rồi anh em. Rồi sau đây thì mình sẽ trải nghiệm game nào. Bấm rất là mượt anh em ơi. Mình ngay từ cái nhìn ban đầu thì mình thấy bấm rất là mượt. Game theo kiểu H5 nhưng mà đánh cho lượt anh em ạ, cũng giống như là các dòng game clear khác thôi. Mình chọn VIP này, VIP 10 mình sẽ nhận được. Ô, mình được nhận rất là nhiều quà anh em ạ. Đây tiền có cả Benji này, có cả tiền vạn này. Tiền Benji này là quan trọng nhất này. Mình tự thăng cấp nhé. Mình thấy game thì Việt hóa cũng đầy đủ luôn anh em. Lực chiến của mình đã được 170.000 rồi, vừa mới chơi đã được 170.000. Ô, mình thấy rất là đông anh em đang chơi này, có cả con gái con trai chạy này. Rồi mình giờ mình sẽ bấm vào cái nút ghi code xem có code không. Mình được một cái con gì đây, trang bị đi, không được rồi. Đây mình sẽ bấm vào Hải Tặc Online nhé, để mình nhập code cho nó. Đây mình sẽ chọn nhân
chọn máy chủ, mình chọn là F3 này. Cô hải tặc này, AD đẹp trai này. Em có được không nào? Không được à? Mình loát lại nhá. Cô hải tặc này, game hay lắm này. Admin đẹp trai, mình ghi là game hay lắm đi. Admin đẹp trai. Game hay lắm. Đó, mình nhập thành công rồi. Mình nhập tiếp Mika Page. Không được rồi, rồi mình sẽ vào chơi ngay nhá. Mình sẽ chơi Mika Page. Admin đẹp trai anh em ạ. Cố gắng nhập lại một cái code này xem nào. Admin đẹp dai, dai này cơ anh em ạ, không phải dai kia. Rồi mình sẽ vào chiến nào. Rồi mình vừa mình nhập code xong rồi, bây giờ mình kiểm tra code ở đâu nhỉ? Tôi thấy cái hòm thư này ạ. Mình thấy game này rất là dễ chơi thôi. Tôi tham tất tự mua này. Đấy. Nhân vật gì này anh em này? Tommy Tolly Chopper. Ở trên này có rất là nhiều nhân vật này. Sunny, chân đấm, chân đá. Luffy anh em, nhân vật Luffy này. Rồi là Procon. Mấy cái thứ tên này mình hơi khó đọc. Mình chưa thấy nhìn thấy Jojo nhỉ. Thần sấm Mapo. Bè tham thức tỉnh anh em ạ. Vừa nãy mình đã nhập code rồi, mình bấm trong cái luôn code này. Mình mua bằng cái này luôn. Ôm mình thấy phi rất là nhiều luôn ấy. Benji đây, cái này thì mình mua rồi. Rồi mình xem mục nạp liên tục này. Hóa nào. Mình kích hoạt được một nhân vật mới nữa này. Tốt thế, vì vừa mình nhập xong rồi mà mình chưa biết là nhận ở đâu nữa cơ. Mình có thể tích nạp được này anh em, nạp 20 mình sẽ nhận được tinh linh hải tặc. Có rất là nhiều thẻ hải tặc này. Để mình xem mốc cuối này, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. 4 triệu thì được nhiều thứ lắm anh em. 9 triệu luôn. Đây, đến 9 triệu thì là mắc cái mốc nạp anh em này, gồm có thẻ Mozia thức tỉnh. Để mình quay lại đi.
Đây mình bấm cái mặt cười xem có cái gì. Đây mình, à cái này mình nhận rồi mà anh em nhỉ. Thôi tải đi, à, cái này anh em sẽ tìm hiểu thêm nhé. Mình vào chữ đồng đội của mình đi. Đây mình được một bài tặc mới nữa này. Được đấy chứ. Không có để mình thăng cấp cho nó rồi. Mỹ nữ. Đây có nhiều nhân vật mỹ nữ rất là đẹp này anh em này. Nhân vật kỹ năng mình xem là ồ. Khá là nhiều kỹ năng đấy chứ anh em. Đây hiện tại túi thì mình mới có một số vật phẩm này thôi. À mấy cái này để mình dùng đấy anh em. Ô mình có cả thuyền luôn. Và mình sẽ hoàn thành các cái nhiệm vụ nhá. Rồi nói chung là game này đánh theo lượt thì rất là thú vị luôn anh em. Chơi cũng rất là thích đấy mà nhàn, anh em không phải vất vả cái cuốc nhiều mà chỉ bấm làm nhiệm vụ. Sau này anh em sẽ tìm hiểu thêm về game. Chứ còn mình thì mới giới thiệu cho anh em con game dòng H5 hải tặc này, đảo hải tặc này thì game có nối cốt truyện khá là sâu thì anh em sẽ tìm hiểu dần về game cũng như là sau này anh em chơi nhiều anh em sẽ quen thôi. Mình đạt lực chiến gần 1 triệu lực chiến rồi anh em. Nhưng mà sẽ còn tăng rất là nhiều lực chiến. Hiện tại thì mình chưa nhìn thấy bảng xếp hạng để mà mình soi được nhân vật xuất sắc ở trong bảng xếp hạng cho anh em coi. Nó còn một số thứ nó ẩn giấu khá là mình tìm khá là khó luôn. Đây mình có thể di chuyển được nhân vật của mình đánh và farm, anh em có thể là ngồi farm chay cũng rất là tốt. Đây mình có thể nhận quà này anh em, có cả tiền Eton, rồi là tiền Benji, rồi là mảnh tướng anh em. Rồi do video mình giới thiệu nó khá là dài và mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc anh em chơi game thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những các cái con game lần sau. Và nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ chơi con game là nhiều và sẽ hướng dẫn anh em cách chơi nhé. Ok, tạm biệt anh em, bye bye.